Dù đã có hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn, thế nhưng người đàn ông này vẫn lao xe bỏ chạy. Kết quả là cả người và xe đều bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay trên đường. Khi được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông này bất ngờ rút bật lửa và ngồi xuống rút ống xăng của xe máy, làm xăng chảy tràn xuống đường để gây áp lực với tổ công tác. Người này còn liên tục đòi kiểm tra tem kiểm định của máy đo nồng độ cồn. Không được đường sờ cầm cái máy này. Cầm anh Dũng sao? Quan trọng là bây giờ nó quan trọng là có nó còn tem không nữa kìa. Cái việc đó tem hay không hay như thế nào chúng tôi làm, chúng tôi chịu trách nhiệm pháp lý về cái thiết bị của đường đo. Còn đây tôi yêu cầu anh, đây là lần thứ hai tôi yêu cầu anh kiểm tra nồng độ cồn nha. Còn bây giờ anh cho tôi tem đi. Tôi đang yêu cầu anh nha. Hay một trường hợp khác, sau khi uống rượu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội vẫn lái ô tô và nhất quyết không chịu đo nồng độ cồn khi bị lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra. Đây chỉ là một vài trong số hàng loạt các trường hợp người vi phạm tránh né, có thái độ, hành vi bất hợp tác khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Theo quy định, không phải người điều khiển phương tiện ô tô, xe máy mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn mới bị xử phạt. Ngay cả hành vi từ chối hoặc còn có thái độ, hành vi bất hợp tác đối với việc đo nồng độ cồn theo yêu cầu của cảnh sát giao thông cũng sẽ bị xử phạt. Ngoài việc bị phạt tiền, các tài xế từ chối đo nồng độ cồn còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe. Cụ thể, khoảng 10 điều 5, Nghị định 100 năm 2019 quy định phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô thực hiện một trong các hành vi như điều khiển xe ô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở, không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ, không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy của người thi hành công vụ. Cùng với việc bị phạt tiền, người từ chối đo nồng độ cồn còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Trường hợp với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, bao gồm xe điện, cùng các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy, từ chối đo nồng độ cồn sẽ bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển xe còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng, theo quy định tại điểm G khoảng 8 và điểm G khoảng 10, điều 6 Nghị định 100 năm 2019. Đối với người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng, không chấp hành đo nồng độ cồn, chế tài được áp dụng căn cứ điểm B khoảng 9 và điểm E khoảng 10, điều 7, Nghị định 100 năm 2019. Trường hợp này, tài xế sẽ bị phạt tiền từ 16 đến 18 triệu đồng khi không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ. Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ từ 22 đến 24 tháng.